Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình tối nay thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh họp chuyên đề tháng 11 để nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Nghệ An có trên 700 ha rừng ngập mặn được trồng tại 27 xã của 9 huyện, tạo nên bức tường xanh vững chãi, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống người dân trước những tác động tiêu cực của thiên tai. Kỷ niệm 75 năm ngày mất nhà chiến sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với lực lượng quân chủng phòng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không tại khu vực bãi biển Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Tham dự buổi diễn tập có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và đại diện một số bộ ban ngành trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hồ Đức Phước, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại vùng biển Bãi Lữ thuộc huyện Nghi Lộc. Và sau lưng tôi đây là khu vực diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2015. Đây là hoạt động thường xuyên 2 năm một lần Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn của các tổ chức, các đơn vị phối hợp, đồng thời khẳng định với các tổ chức quốc tế, các hãng hàng không quốc tế về năng lực tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam. Tình huống diễn tập được đưa ra trên đường hàng không quốc nội W2, chuyến bay DT2015 cất cánh từ sân bay Nội Bài đi sân bay Đồng Hới. Sau khi qua đài dẫn đường 12 phút, Trung tâm Kiểm soát Đường bay dài Hà Nội nhận được báo cáo từ tổ lái. Tàu bay trục trặc động cơ xin hạ cánh xuống sân bay Vinh. 5 phút sau, tàu bay bật mã khẩn nguy, đồng thời báo cáo bổ sung công suất động cơ giảm và có khói ở buồng lái, xin hạ cánh khẩn cấp. Ngay sau đó, tín hiệu trên màn hình radar mất và không thể liên lạc được với tàu bay. Diễn tập thực binh diễn ra khi lực lượng chức năng khoanh vùng được khu vực giả định tàu bay lâm nạn với sự tham gia của các lực lượng quân đội, hàng hải, hàng không và địa phương trên cả ba hướng, trên không, trên biển và đường bộ. Các phương tiện trực thăng, thủy phi cơ, tàu hàng hải, tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn và lực lượng cảnh sát biển, lực lượng địa phương, biên phòng, phòng cháy chữa cháy, cứu thương để tìm kiếm. Sau một thời gian tìm kiếm trên diện tích 90.000 km2, lực lượng đã xác định được vị trí tàu bay gặp nạn bị rơi gãy và cháy nhỏ đang trôi nổi trên vùng biển gần bờ thuộc khu vực Bãi Lữ, tỉnh Nghệ An. Theo quy trình, các lực lượng tiếp cận hiện trường, thả khói xác định, đưa tàu phun nước cứu hỏa và thả phao cứu sinh quanh vùng biển máy bay bị nạn trôi trên biển. Các xuồng cứu sinh cũng bắt đầu tiếp cận người bị nạn. Trường hợp bị thương nặng được trực thăng ứng cứu đưa về cơ sở y tế gần nhất. Địa phương cũng lập cơ sở y tế ngay tại bờ biển, sơ cứu và chữa trị ban đầu cho người bị nạn. Các lực lượng chuyên môn cũng bắt đầu xử lý khoanh vùng, tìm kiếm hộp đen, phương án cứu nạn trục vớt tàu bay trên biển. Tôi nhận thấy diễn tập SARECH 2015 đã thành công tốt đẹp. Qua diễn tập đã nâng cao được nhận thức trong chỉ đạo thực tiễn về tìm kiếm cứu nạn và công tác phối hợp tìm kiếm khẩn nguy để đảm bảo an toàn hoạt động bay khi có sự cố xảy ra. Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả của buổi diễn tập, có thể đánh giá, tìm ra được những điểm yếu, những hạn chế để khắc phục và hoàn thiện các phương án ứng phó sự cố. Những sự cố hàng không dân dụng lớn đã xảy ra cũng là hồi chuông cảnh báo cho chúng ta phải làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh và an toàn hàng không. Thông qua cuộc diễn tập, Việt Nam cũng đã giới thiệu và chứng minh được với Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, các tổ chức hàng không dân dụng và các nhà khai thác tàu bay trong khu vực và thế giới về khả năng đảm bảo dịch vụ tìm kiếm cứu nạn. Buổi diễn tập hôm nay tôi thấy có sự phối hợp hết sức chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan đơn vị của Việt Nam, đặc biệt là sự phối hợp thực binh trên thực tế giữa cơ quan dân dụng và cơ quan quân sự. Đây có thể coi là yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự thành công của buổi diễn tập ngày hôm nay. Với vị trí địa lý đặc biệt, nên hầu hết các hãng hàng không trên thế giới đều phải bay qua vùng thông báo bay của Việt Nam. Cuộc diễn tập này có mục đích rèn luyện, nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành công tác tìm kiếm cứu nạn trong các vùng thông báo bay và vùng trời được ủy quyền và các vùng không phận được ủy quyền do Việt Nam đảm nhận. Sau 90 phút triển khai thực binh, buổi diễn tập kết thúc tốt đẹp, các lực lượng đã tổ chức rút kinh nghiệm tại chỗ,
khen thưởng cho các tập thể cá nhân trong cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2015. Chiều nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phước đã đến chúc mừng tập thể cán bộ phóng viên và dự lễ kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Báo Nghệ An, mùng 10 tháng 11 năm 1961, mùng 10 tháng 11 năm 2015. Chúc mừng tập thể cán bộ phóng viên Báo Nghệ An nhân kỷ niệm 54 năm ngày thành lập và vinh dự vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phước nêu rõ. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ phóng viên, Báo Nghệ An đã có sự phát triển vượt bậc, nội dung và hình thức không ngừng được đổi mới, là một trong những tờ báo đảng thuộc hệ thống báo chí địa phương được đánh giá cao, đi đầu trong công cuộc đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc và định hướng dư luận xã hội. Báo Nghệ An cũng đã tiên phong trong đổi mới dây chuyền công nghệ làm báo theo hướng hiện đại, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phước mong muốn thời gian tới, tập thể cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, từ đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thành công các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo nhằm đưa Báo Nghệ An phát triển lên một tầm cao mới, xứng đáng là tờ báo tin yêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 11 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 đến 2020. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Trong buổi sáng, phiên họp nghe và cho ý kiến vào các nội dung tình hình thực hiện kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2015, phương hướng và nhiệm vụ năm 2016, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014, tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2015, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2016. Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành và của các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các sở ngành tiếp tục hoàn chỉnh các đề án, kế hoạch để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, đó là tập trung triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015-2020 có lộ trình phân kỳ hợp lý, thực hiện đạt hiệu quả cao, sớm bổ sung một số chính sách hợp lý hơn, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2015, cần có giải pháp quyết liệt cho kế hoạch thu ngân sách năm 2016 theo kế hoạch của Bộ Tài chính giao, đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là ứng dụng vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tăng cường quản lý nhà nước về chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thực hiện kế hoạch năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2015-2020. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến 4 nội dung: công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống tham nhũng, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016, nghe và cho ý kiến 2 dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí trong giải quyết khiếu nại tố cáo và quy định mức thu, chế độ quản lý thư viện trên địa bàn tỉnh. Kết luận các nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội phải đặc biệt được thực hiện quyết liệt trong năm 2016. Trong đó, ngành công an phải quan tâm không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phải tập trung giải pháp quyết liệt đảm bảo công tác này trong dịp Tết Nguyên đán và trong năm 2016, siết chặt công tác kiểm tra sát hạch, kiểm tra lái xe. Về lĩnh vực phòng chống tham nhũng, cần tăng cường trách nhiệm của đoàn thanh tra, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu. Về công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, quan tâm giải quyết vụ việc phát sinh từ cơ sở. Kiện toàn ban tiếp dân, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp công dân. Đối với dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng tình với một số ý kiến đại biểu là thành lập đoàn liên ngành cấp xã về giải quyết hoặc rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, kiến nghị, phản ánh của công dân cần có thời gian để khảo sát thêm.
về dự thảo nghị quyết quy định mức thu, chế độ quản lý thư viện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo. Tuy nhiên, đối với quy định thu chi cần rõ ràng, đảm bảo đúng và công khai. Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, Nghệ An đang tích cực triển khai các biện pháp giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu. Một trong những mô hình tích cực giảm thiểu các thảm họa thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra là trồng rừng ngập mặn ven biển. Để tiếp tục duy trì tính hiệu quả bền vững của mô hình này, các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là cộng đồng dân cư vùng dự án thấy được lợi ích trước mắt và lâu dài của việc trồng rừng ngập mặn để bảo vệ rừng. Những năm trước, khi rừng ngập mặn chưa được trồng nhiều, mỗi mùa mưa bão đến, người dân nơi đây lại lo lắng về sự an nguy của những con đê chắn sóng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Sóng biển có thể cuốn trôi tất cả. Đã gần trọn cuộc đời gắn bó với sông nước ở ven đê biển An Hòa, ông Nguyễn Hoa Phượng đã chứng kiến những cơn giận dữ của thiên nhiên. Trước đây, mỗi khi có gió bão cấp 8, cấp 9, gia đình ông cùng những hộ sinh sống ở ven đê đã phải di rời đi nơi khác để tránh bão. Thế nhưng, từ ngày rừng ngập mặn phát triển, mọi việc đã thay đổi. Trước khi chưa có rừng ngập mặn thì trước bờ sông thì một cái khối nếu gặp thời tiết thiên tai thì cảm thấy cái vì càng rộng sông, lúc nào rộng sông từ một thì có những cái dao động sóng nó ảnh hưởng đến cái khu vực dân cư của tức làng. Nhưng từ khi mà cái rừng ngập mặn được tốt thì nó bảo vệ trước hết cho coi như dân làng, đỡ đánh đổ xói mòn. Thứ hai còn có nguồn lợi vấn đề như kiểu mà con tôm, con cá, con lịch, tất cả những con nó phát triển tự nhiên để nuôi sống như cái dân, vì dân chúng tôi là cái dân chuyên làm cái nghề đánh bắt coi như cả ngoài biển, kể nghề trong sông. Trước đây rừng ngập mặn ở An Hòa bị chính người dân địa phương tàn phá để làm hồ nuôi tôm. Nhưng rồi khi rừng mất, các hồ tôm cũng thất bát theo. Không những thế, mất rừng, vùng cửa biển của xã có chỗ bị bào mòn sâu đến hơn chục mét. Thế nhưng đến nay, khi rừng được trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, nó đã giữ lại phù sa trở thành những bãi bồi rất màu mỡ. Rừng ngập mặn địa bàn ven biển xã An Hòa đã trở thành ngôi nhà của hàng chục đàn cò, dấu hiệu của việc phục hồi môi trường sinh thái, kết quả của việc trồng rừng ngập mặn bắt đầu từ sự thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường sống của chính mình. Khi có rừng ngập mặn thì bão lụt xảy ra thì nhân dân cũng yên tâm hơn. Đây là một trong những dự án trồng rừng rất hiệu quả, hiện nay được đảng ủy, chính quyền của địa phương và nhân dân hưởng ứng, hưởng lợi và tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc rừng để đảm bảo rừng được tốt, ngày càng tốt hơn. Sự hồi sinh những cánh rừng ngập mặn ở Nghệ An là kết quả đáng mừng sau những nỗ lực đáng ghi nhận của dự án trồng rừng ngập mặn giảm thiểu rủi ro thảm họa. Với tổng diện tích trên 700 ha rừng ngập mặn được trồng tại 27 xã của 9 huyện, hàng nghìn người được hưởng lợi, ổn định được nơi ở và ổn định sản xuất, nhất là những người dân sống trong đê. Chúng tôi đang đề nghị bộ tiếp tục cho trồng rậm các cái vùng bị chết rồi một số nơi bị thiệt hại để trồng lại đảm bảo cái hàng cái chắn sóng tốt cho thân đê. Đồng thời thì hiện nay trên toàn tỉnh Nghệ An còn 12 km có khả năng trồng được bần, sủ vẹt. Thì trong sắp tới thì một số dự án chúng tôi sẽ đưa vào để trồng phủ kín từng bước một đến 2016, cơ bản hoàn thành thì phủ sóng ở địa biển. Rừng ngập mặn phát triển, cuộc sống người dân ven biển đang dần ổn định. Tuy nhiên, là quốc gia đứng thứ 5 về khả năng dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Cuộc sống của hàng chục triệu dân, trong đó có những người dân ven biển tỉnh Nghệ An, đang bị đe dọa, đặc biệt là những người dân nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng nhiều nhất vì điều kiện sinh kế của họ gần như phụ thuộc vào thiên nhiên. Vì vậy, các ban ngành địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, thấy được lợi ích trước mắt và lâu dài của việc trồng rừng ngập mặn. Từ đó, tham gia bảo vệ rừng, góp sức tạo nên bức tường xanh vững chãi, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống người dân trước những tác động tiêu cực của thiên tai.
Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhà chiến sĩ yêu nước Phan Bội Châu nhân kỷ niệm 75 năm ngày mất của ông. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành cấp tỉnh, huyện Nam Đàn cùng đại diện gia tộc họ Phan, các thầy cô giáo và các em học sinh hai trường Trung học phổ thông Sào Nam và Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Phan Bội Châu, tên húy là Phan Văn San, hiệu là Sào Nam, sinh ra trong một gia đình hàn nho tại làng San Nam, xã Đông Liệt, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngay từ nhỏ, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan và phong trào cần vương phục quốc sôi nổi ở khắp nơi đã tác động mạnh mẽ đến nhiệt tình yêu nước của Phan Bội Châu. Với chủ trương cứu nước theo khuynh hướng bạo động, Phan Bội Châu đã thành lập Duy Tân Hội, Việt Nam Quang Phục Hội, rồi Việt Nam Quốc Dân Đảng, nhằm tập hợp các lực lượng đấu tranh bằng vũ trang cách mạng và nhờ viện trợ của bên ngoài. Trong các phong trào ấy, nổi lên là phong trào Đông Du. Phan Bội Châu không chỉ là một nhà cách mạng, mà còn là một nhà thơ, nhà văn yêu nước. Những áng văn thơ yêu nước của ông đã có tác động mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Ngày 29 tháng 10 năm 1940, tức ngày 29 tháng 9 năm Canh Thìn, ông trút hơi thở cuối cùng tại căn nhà tranh ở dốc Bến Ngự, Huế. Tuy phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng thất bại, nhưng tấm lòng kiên trung và quá trình hoạt động cách mạng của ông vẫn mãi trường tồn là kho tàng lịch sử quý báu để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Lễ dâng hương tưởng niệm nhà chiến sĩ yêu nước Phan Bội Châu được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của ông, từ đó nỗ lực cố gắng thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở năm 2015. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hồ Phúc Hợp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh. Đây là lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở những văn bản mới của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, những kinh nghiệm và phương thức triển khai các nhiệm vụ công tác dân vận. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được quán triệt 5 chuyên đề công tác dân vận chính quyền, nội dung kết luận số 114 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, việc triển khai thực hiện quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quyết định số 5701 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Cũng tại lớp tập huấn, các đại biểu còn được truyền đạt một số nghiệp vụ công tác dân vận và phương pháp tham mưu triển khai phong trào thi đua dân vận khéo. Tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay tiếp sau chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về tình hình thời tiết và chuyên mục nông thôn mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại.